Như anh em đã biết thì ở trong cái video lần trước, mình đã chơi hộp quà gacha xa lánh để có thể đối đầu với lại con DR5 bot. Nhưng mà trong cái trận đấy thì mình sử dụng cây nó đen quá. Gacha nó không ra được những cái cây xịn, gacha nó không ra được những cây ngon. Mà chưa kể là anh em mình bị mất rất là nhiều cây khi mà bọn cái con DR5 bot này nó lăn quả cầu tuyết, lăn quả cầu lửa hay là nó ném xe, nó dẫm chân. Thế cho nên là trong cái trận đấu này thì mình sẽ phục thù bằng cái cách là mình sẽ dùng tool và mình không cho cây, sử dụng cây là tốn săn nữa. Thế thử xem là chúng ta sẽ đối đầu với lại con DR5 bot này nó sẽ như thế nào anh em nhá. Mình cứ trồng full hết ra. Cây nào xịn thì mình sẽ để lại, còn cây nào mà nó lỏa thì mình sẽ ném nó đi, mình sẽ nhổ nó đi. Ấy, cứ như thế này mà tiến. Ái chà, một phát ngó đầu xuống đầu tiên, bắn luôn. Ấy, bắn luôn, không có nhiều. Vừa xuống phát chào hàng luôn mà, quá ok. Cái gì đây? À, cho phát. Ô, cái này không trồng, à đây rồi. Bị vướng cái kia nên không trồng được, cay thế. Ok, trồng được rồi anh em ơi, trồng được rồi. Ơ, cái quả bom bớt của mình đâu ấy nhỉ? Mình nhớ là mình có mang theo quả bom bớt mà ta. Sao lại không có ở đây ta? Hình như là bị biến đi đâu mất rồi sao ấy? Sao lại không thấy quả bom bớt ở đây nhỉ? Lạ thực sự đấy. Quả bom bớt của tôi đâu? Ở đây quả bớt này. Nhưng mà bom bớt này là bom nước gacha ra mà. Quả bom bớt mà mình mang đi cơ. Quả bom bớt đấy là quả bom bớt cherry ấy. Chứ còn mấy quả bom bớt kia thì nói làm gì? Bây giờ thì nó là quả bom bớt đấy, nó tên là gì nhỉ? Quả bom bớt đấy hình như nó tên là Cheriber 20 à? 20 à? Ờ đúng rồi, nó đây rồi. Ê, ném cho phát nữa. Ai chà. Này thì cầu băng giá này. Này thì cầu băng giá này ra một phát là cho phát biết thế nào lấy độ luôn này. Đấy. Nó phải như thế này anh em ạ, nó phải như này thì mới đỡ. Chứ như cái trận đấu ở video trước ấy thì mình bị nó cho ăn hành quá, bị nó cho ăn hành lên bờ xuống ruộng luôn mà anh em. Ở trận này thì ok hơn rồi, Úi xồi, từ từ. Mình phải bỏ hết mấy cái cây đèo đèo đi đã. Không thể để lại mấy cây đèo đèo được. Mấy cây đèo đèo mình cho đi hết. Trồng toàn cây xịn ra mới đánh được bọn này. Hộp quà gacha luxury. Ui, bom nguyên tử thôi miên á. Lại còn thế nữa, chịu ơi. Bom nguyên tử thôi miên tầm này thì làm được gì đâu. Bom nguyên tử này. Ấy. Bom nguyên tử cẩu ra liên tục luôn. Thế mà không ăn thua gì so với lại con này ấy chứ. Con này thì nếu như mà anh em mà xem cái video mà mình làm về pháo ngô nguyên tử về pháo ngô băng rồi thì mà hai con pháo đấy nó gây đam cho con DR5 bot này, nó không xi nhê gì luôn ý. Ui, mấy cây lỏ thế nhở? Sao mình gacha ra được mấy cây lỏ thế nhở anh em nhở? Không hiểu anh em gacha nó có ra xịn không, chứ mình gacha thường thì nó ra mấy cái cây rất là lỏ nhá. Không hiểu cái kiểu gì ạ. Đấy, bom kìa. Bom của bom ớt. Đấy thì làm ăn được cái gì? Ôi rồi, cây gì? Ui, hộp quả gacha tiếp. Ui, pháo ngô à? Sao lắm pháo ngô thế? Thực ra là mình cũng không cần quá nhiều pháo ngô đâu, bởi pháo ngô thì nó không có tác dụng quá nhiều lên con DR5 bot này. Ok, đã ra rồi thì mình cứ bắn thôi. Mình cứ bắn thôi anh em ạ. Đấy, chả nghĩa nó ra rồi thì mình sẽ không dùng. Cơn mưa băng giá. À, có cái đấy rồi thôi. Ô, được con dứa mèo. Được con dứa mèo băng thì cũng ok hơn đấy. Gây thêm được đam, ok đấy. Cái này thì xúc đi. Con gô nút đấy thì lỏ lắm. Chưa thấy ném xe nhỉ anh em nhỉ. Cái ném xe của nó cơ mới khó chịu. Chứ mấy cái này thì bình thường. À, cái gai này à. Gai thôi để lại được. Mấy cái con nào mà lỏ là mình xúc hết đi nhá. Mình xúc hết đi luôn. Con này thì phải ăn được. Ui giời ơi. Lại ngó đầu xuống à. Ngó đầu xuống liên tục nhỉ. Lồng như cái thứ gì ở đây. Nào xem lần này nó sẽ thả quả cầu gì nào. Mong là sẽ là một quả cầu gì đó xịn xịn. Ui giời ơi, quả này à. Ok, không trồng được à. À đây. Ui phí thế. Cơ bản chỗ đấy nó bị dính cái ô đất gì ấy, nên là không trồng được. Mất xử con hot dog rồi. Cái ấy à. Mưa sao này, quạt gai này. Chưa ăn thua. Mấy cây này vẫn chưa ăn thua. Mấy cây này vẫn lỏ lắm anh em ạ. Mấy cây vẫn lỏ lắm. Chưa xin nhê gì. Mình cần, ui cây này thì cũng lỏ này. Cây này không thể tự động gây đam được. Mình phải điều khiển thì mất thời gian của mình. Mất tay của mình mất. À, có con đóng băng. Thôi cũng được. Ui, hai con cu nút luôn à. Hồi xúc con cu nút này đi. Ê, nó lại ngó đầu xuống nữa này. Nên lần này mình sẽ bắn pháo ngô nguyên tử ra để đón chào nó nhá anh em nhá. Ấy, ấy,
ấy đấy đấy, không ăn thua mà anh em. Anh em nhìn cách cây đam của cây này, không ăn thua gì luôn mà. Ok. Mất xứ của pháo ngô ạ. Bị vướng cái kia nên không trồng được. Ui, mấy cây này lóa quá. Ui trời. Tung quân chúng trộm xuống làm cái gì. Tập này thì chắc là mình chỉ sợ ném xe thôi, chứ mấy con này thì mình không sợ đâu. Cơn mưa băng giá một phát nữa kìa. Ngon. Đây đây luôn. Ra mấy cây lỏ thế. Ra lỏ kinh khủng ấy. À cây đấy à. Ui trời. Ra cây lỏ tê biết được. Thôi bắn đi. Rồi đam đi chứ còn gì nữa. Có bao nhiêu thì tung hết hỏa lực ra. Có bao nhiêu tung hết hỏa lực ra. Ai chả cái này à. Cái này à. Cho phát nổ luôn. Ấy cây đam đi. Dồn đam đi. Dồn đam đi. Đúng rồi, dồn đam đi. Ui. Mấy cây cho nó được một vết thương thôi. Mấy cây cho nó được một vết thương thôi anh em ơi. Vẫn chưa ăn thua lắm đâu. Phải gây cho nó nhiều vết thương khác. Chứ này vẫn chưa được. Vẫn chưa ổn. Vẫn chưa ổn. Ôi đừng nói là mất cây hamburger nhá. Đừng nói là mất cây hamburger nhá. Đừng xin mày đấy. Đừng để mất cây hamburger. Cây hamburger là cây cực kỳ tuyệt vời. Mà lại để mất thì thôi chịu. Khó đấy, khó đấy. Gacha đây nữa, gacha đây nữa. Nào, dồn đam. Đúng rồi, dồn đam đi. Dồn đam vào con đê đờ bóp đi. Dồn đam. À, cầu tuyết ạ. Cầu tuyết với chúng tôi này. Cầu tuyết với chúng tôi này. Dồn đam. Ui, mới vẫn chỉ gây được một vết hỏng thôi nhỉ. Vết thương thôi nhỉ. Cái thế nhỉ, biết bao giờ mới giết được con này. Ui, vãi cả nho thật. Ui, ném xe này rồi. Ui ôi, ném một phát con pháo vô nguyên tử với lại con quái canopy của mình đi rồi. Khó thế. Ném mấy con xịn xịn của mình đi luôn ạ. Mấy cây này, à được cây dưa hấu này. À được cây này. À được cây dưa hấu với lại cây hamburger là ngon. Còn mấy cây kia thì hơi lỏ. Cây nào nó phải gây đam xa được cơ thì men thua. Ôi, hộp quà luxury, ôi ngon. Hộp quà luxury nó lại ra cho thêm cái trái cây hamburger, quá tuyệt vời. Boom, đấy, tuyệt vời. Cho phát đây nữa này. Đây, dồn đam ra chứ còn gì nữa, cây đèo thì nhổ hết đi, cây xịn thì giữ lại. Đây. Oh, hot dog ok đấy. Có dẫm chân à. Ui, mất xứ cái hamburger ở đây rồi. Không sao, mất hamburger đấy thì mình sẽ trồng. Oh, Queen Sunflower. Mất hamburger cho được ra được con Queen Sunflower thôi cũng được. Ui, bom cherry, bom ớt. Ui, mấy cây lỏ quá. Mấy cây lỏ quá. Bom nguyên tử dã ra. Ấy, gây thêm cho nó vết thương đi. Gây cho nó thêm một vết thương nữa đi. Ôi giời ôi. Mất sư nó con hamburger của tôi rồi. Phí thế, mất con hamburger hơi phí. À, lại thêm dưa hấu nữa này. Ok, quá. 4 con dưa hấu, quá tuyệt. 4 con dưa hấu là quá tuyệt vời rồi. Sao lại cho con gunút lửa đây. Gacha kìa. Gacha lỏ vãi cả nho ạ. Úi trời, lại gunút nữa. Sao lắm gunút thế. Ở đây đâu có cần gunút đâu. Ôi ôi, sao lắm gunút vậy. Ôi giời ôi. Lắm gunút vãi cả nho. Ôi ta lại mất con Queen Sunflower rồi. Thể ra dẫm chân thì có chịu thế. Ném bom này, bắn bom này. Dồn đam đi. Dồn đam đi chứ còn gì nữa. Dồn đi. Bom gì đây. Bom mất luôn. Ok. Dồn đam đi. Có bao nhiêu đam dồn hết ra. Ô lại con dưa hấu ở trên cùng nữa này. Ui thế mà vẫn chỉ gây cho nó được một vết thương thôi à. Lâu thế. Ui từ nãy giờ. Có thật đây. Từ nãy giờ gây cho nó được một đúng một vết thương ạ. Khó thế à giời. Thực sự khó luôn đấy, từ nãy giờ rồi mà đam gây ra, anh em nhìn kìa. Đam gây ra lỏ vãi. Bắn nó được một vết thương thì ăn làm gì. Thêm gì đó nhiều đam vào đi, chứ này lỏ quá. Cây xịn xịn vào đi. Ui cây lỏ. Ô biến mất rồi. Ô đâu rồi. À nhớ rồi. Đánh với lại con Deranabot. Nếu như mà có con dưa hấu này thì nó sẽ bị lỗi. Ôi giời ôi. Nó bị lỗi. Trời ơi, đang chơi hay ạ. Ui ném xe kìa. Ném xe thôi.
Nhổ mấy con dưa hấu vàng kim đi anh em ơi, nhổ 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 mấy con này đi. Không thể để mấy con này được. Nếu như mà để mấy con này thì anh em mình sẽ bị lỗi đấy. Giờ mới nhớ ra, quên mất anh em ạ, quên mất. May mà nó chưa bị trả giá quá đắt. Vẫn ok, vẫn làm lại được. Vẫn làm lại được, đồng hồ ngưng lặng thời gian. Cây lỏ thì xúc đi nhá, cây lỏ thì xúc đi nhá. Nhưng mà con DRN bot nó đang bị lỗi rồi thì thì cũng chỉ bị lỗi thôi mà, vẫn là bị lỗi mà. Sao lại mà giết nó ta? Căng nhờ, hộp quà này không giết được luôn anh em ạ, hộp quà này không thể giết được luôn. Hộp quà này căng quá. Cây lỏ thế. Hỏi thế gian ơi, gacha là gì mà sao lỏ thế? Ra cây kìa anh em kìa. Ra cây toàn cây lỏ luôn nhá. Không có bất cứ một cái cây nào gọi là xịn gọi là có luôn. Toàn cây kiểu ấy rồi, hết ơi luôn. Lỏ vãi cả nho ạ, thề nhìn cây. Nhìn cây không có nói gì luôn ấy. Ồ. Con đèn là nó bắt vẫn mất hình mất dạng à? À đây rồi. À đây rồi. Ok, nổ đi. Nổ, ừ đúng rồi. Mình vẫn có thể gây đam được lên nó. Nhưng mà như này thì chơi nó sẽ hơi khó chịu đấy anh em ơi. Chơi nó hơi khó chịu ấy. Nhưng mà không giết được con này nhỉ. Căng thế. Không giết được con đèn là nó bot anh em ạ. Lần tiên trải nghiệm cái kiểu này thì đúng là vãi cả nho thật. Không giết được nó, cay quá. Thôi đánh một vài pha nữa mà không giết được chịu anh em nhá. Ui rồi ra cây kìa. Các bạn cây của mình lỏ quá chịu ơi. Bây giờ là con đen là boss này có bị lỗi nữa thì thôi còn chịu hẳn nữa anh em ạ. Ok, chắc là mình sẽ xin phép anh em dừng video tại đây thôi. Bởi vì cũng không còn cách nào để có thể đỡ được rồi. Tầm này không đánh được con đen là boss đâu, lại còn đang bị lỗi nữa. Hay là mình cũng chịu thôi anh em ơi. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. À, cái series này phí quá. Đây bị lỗi này. Bây giờ mình cầm một quà nhá. Là nó thành ở đâu ấy, chứ nó không ở trước màn hình nữa. Ok. Mình sẽ xin phép anh em dừng video tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Bye bye bye. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye bye. Phí quá. Kẻo đáng hay nhỉ. Giá kể mà con dưa hấu vàng kim nó mà đánh con đen là nó boss không bị lỗi thì ngon quá, nhưng mà nó bị lỗi này chịu anh em ạ. Ok, bye bye anh em.